Thưa quý vị, đây là chương trình phân tích thời sự trong tuần, chuyên phân tích những vấn đề chính liên quan đến Hoa Kỳ và Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Phụ trách chương trình gồm có, thưa quý vị, nhà báo Vy Anh, cựu dân biểu Việt Nam Cộng Hòa và cựu quân nhân Trần Duy Biên, Master Toán Hoa Kỳ. Cái đề tài hôm nay, anh em chúng tôi nghĩ rằng cần đưa ra phân tích bởi vì có những cái sự kiện phải làm rõ ràng. Đó là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 chưa chấm dứt. Thưa quý vị, được cái tựa đề như thế này thì nó gần như là nó không có khớp với một cái sự kiện hết sức quan trọng mới xảy ra hồi hôm qua, là Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump, đã đồng ý cho cái cơ quan gọi là dịch vụ, cơ quan điều hành dịch quản trị dịch vụ của chính quyền Hoa Kỳ là bà Murphy liên lạc với phía ông Biden, mà người ta gọi là tổng thống đắc cử, để bàn về việc chính quyền quan trọng nhất là được xuất cho phía bên đó một số tiền lớn để mà tổ chức cái cuộc bầu cử, và đồng thời cho hai bên, nghĩa là cho phía bên ông Biden, những cái người lo về an ninh và ngoại giao được tham dự, thưa quý vị chứ không có hỏi nha, được tham dự nghe cái những cái tường trình của cái cơ quan an ninh cũng như cái cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ. Thì hai cái gần như là nó ngược đời với nhau, nó ngược với nhau. Thưa quý vị, tại làm sao mà Tổng thống Trump đồng ý như vậy, và tại làm sao bà Murphy là cái người có thể nói là được Tổng thống Trump chỉ định làm cái chức vụ đó, đồng ý để cho phía ông Biden từ lâu rồi, bà Murphy thì không có đồng ý để cho phía ông Biden tham gia vào những cái việc mà chúng tôi mới vừa nói trong cái việc bàn giao. Bây giờ tại sao đồng ý? Anh bạn tôi, anh Trần Duy Biên, anh là toán, anh nghiên cứu kỹ lưỡng lắm, thưa quý vị, tại sao vậy anh? Vâng, kính thưa quý vị, theo như lời nhà báo Vy Anh mới nói ban đầu thì nói rằng là cái cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ chưa chấm dứt, phải chăng là nó không hợp thời? Thì ngay chiều hôm qua đã có cái chuyện là bàn giao quyền lực rồi, thì đã chấm dứt rồi, còn cái gì mà còn phải bàn nữa. Nhưng mà kính thưa quý vị, ở miền Nam nói một câu tôi rất là đắc ý là nhìn vậy mà không phải vậy. Nói vậy mà không phải vậy. Nói vậy mà không phải vậy. Chúng ta phải nhìn rõ tới nguyên nhân tại sao. Sự thật còn tệ hơn vậy nữa, phải không anh? Vâng, tại sao mà lại có cái chuyện mà lại khẳng định rằng cái bầu cử Tổng thống Mỹ chưa chấm dứt. Cái chuyện nguyên do đó là chiều hôm qua có một tin chấn động, nghĩa là tin rằng theo như một số các đài về thiên tả, thì nhất là CNN đã loan báo một tin rằng là Tổng thống Donald Trump đã đầu hàng và đã chấp nhận thua cuộc và đã chỉ thị cho bà Emily Murphy. CNN nói vậy là không đúng. Anh cho tôi nhấn mạnh, Tổng thống Trump đồng ý nhưng mà tuyên bố một cách công khai và minh thị, viết trên Twitter rằng ông vẫn kiên quyết tiếp tục cái cuộc chống gian lận bầu cử ở trên phương diện pháp luật. Vâng, thì đây là tức là tất cả một số truyền thông, tức là thiên tả đó, thì họ diễn dịch một cách có nghĩa là coi như là Tổng thống Trump nó coi như là đã chịu thua và đã chỉ thị cho cái bà là giám đốc về vấn đề GSA là để bàn giao quyền lực, nghe thì ghê gớm. Mà thực tế ra là một điều khi chúng ta suy nghĩ kỹ ra thì cái chuyện đó nó có chỉ đúng một phần chứ không phải đúng toàn phần. Đúng phần chỗ nào? Bởi vì thế này, khi trong mấy ngày gần đây thì tất cả về những các cái phía về ông Joe Biden, ông ấy đã liên tục
cho đi áp lực và đồng thời gây sức ép để cho bà này phải chuyển, phải chuẩn bị để chuyển giao quyền lực cho ông ấy. Nhưng mà bà Emily quyết định, bà tôi chưa có nhận được cái lệnh gì cả. Theo như nguyên tắc đó thì khi sau ngày mùng 3 tháng 11 đó, một khi mà tổng thống đương nhiệm hay là cái người mà tức là hai người nào cùng tranh cử mà người này chấp nhận cử người thua, thì lúc đó cái cơ quan mà GSA mới bắt đầu làm việc, thì người ta sẽ mời đến và đồng thời chuyển giao về vấn đề kinh tế này, về xã hội này, về vấn đề tình báo này, vân vân. Thì tất cả những điều đó là phải làm thủ tục và người ta mời đến đàng hoàng. Nhưng mà đây thì ông Joe Biden ép là phải bàn giao. Và ép bằng sức ép bằng cách gì? Bằng cách là gửi điện thư đe dọa, gọi điện thoại đe dọa. Và đe dọa tất cả những cái mạng sống của bà ấy, của người thân của bà ấy, mà kể cả cái gọi là con vật cưng của bà ấy, là con chó, họ là cũng sẽ là đe dọa là giết luôn. Chính vì điều đó mà cái thơ mà bà ấy gửi cho ông Biden, ông nói rằng là tôi được lệnh là bàn giao một số những cái dịch vụ cho ông, không có nói tổng thống, cho ông tổng thống, bởi vì trong trường hợp bởi vì tôi bị sức ép, vì tôi có hàng mấy ngàn cái email đe dọa tôi, rồi điện thoại, rồi cùng tất cả những cái gì làm khó khăn cho những người thân, gia đình tôi, kể cả con vật cưng của tôi. Để chỉ vậy nên tôi và đành phải trao một phần dịch vụ cho ông, bằng cách là sẽ trao cho ông cái khoảng 6 triệu đồng cộng với 1 triệu tiền vấn đề những cái tiền làm, vấn đề trả tiền nhân công, thì chỉ đến đấy thôi chứ không tới nữa, chỉ một phần dịch vụ thôi. Thì bởi vì theo như trong vấn đề cái sau đó thì Tổng thống Trump đã gửi điện tweet lên nói rằng là tôi đã đồng ý cho bà ấy giao một phần cái dịch vụ cho kia bởi quyền khoản. Vâng, điều khoản để này, để tránh đi những áp lực, và tôi không muốn rằng gia đình hay cũng những người cộng tác với bà ấy bị thiệt hại, bị đe dọa tới mạng sống. Còn riêng đối với tôi thì tôi vẫn tiếp tục kiên cường chiến đấu và cho tới thành quả cuối cùng, và chúng ta sẽ thắng. Đấy là vấn đề trước những cái tin chấn động như vậy và cái sự đe dọa như vậy, và Tổng thống đã có một cái tweet như vậy, đã rõ ràng như vậy, có nghĩa rằng là chỉ vì cái vấn đề an ninh, cái trong cái vấn đề của cái bà Murphy đó, mà Tổng thống Trump đành phải nhượng bộ một phần để cho bà ấy khỏi bị quấy rối. Đó là vấn đề người ta, bà ấy, Tổng thống đã lo về cái vấn đề, có một sự lo ngại về những nhân cho gia đình bà, chính thân bà và một số nhân viên của bà ấy bị gặp những cái sự mà không may, cho nên rằng là đã đành phải lùi một bước để nhường cho họ, để bởi vì thế này chả có khi nào mà nếu chẳng hạn anh là một người đàng hoàng thì bây giờ thì tự động người ta mời đến để người ta bàn giao, chứ đâu phải là áp lực như vậy. Đây là muốn áp lực như thế mà dùng gọi là xã hội đen để làm như vậy, thì quả tình với một xã hội Mỹ thì cũng có thể có cái chuyện kỳ cục xảy ra như vậy. Điều này chẳng hạn nếu về sau này Tổng thống Trump có đắc cử thì tất cả những này làm chứng cứ để là có vụ đây là đe dọa, và cũng thể là một trong những tội và có thể đưa những người mà đe dọa ra. Cái gì không biết anh, chứ ông thần Trump đó phải nói là ông có nếu mà dùng theo cái tiếng Việt Nam, ông có nhiều cái mưu kế mà không ai biết được. Thí dụ như trong cái vụ mà ăn gian bầu cử đó, năm 2016 khi ông tranh cử nhiệm kỳ 1 thì ông đã nói rồi, trước mấy năm, anh thấy không? Đây là một cái hành động có tính cách, một cái mưu kế thực hiện như thế nào để chống cái bên phía đảng Dân Chủ, chúng ta không biết được, và chúng ta cũng không suy đoán được, bởi vì nếu suy đoán được đâu phải là cái kế hoạch của ông Trump. Thưa anh. Vâng, bây giờ nhớ đi đến bây giờ thì xin quý vị á, những người mà yêu quý và đồng thời ủng hộ Tổng thống Trump thì quý vị đừng hoang mang, cứ yên trí bình tĩnh và chờ đợi. Có lẽ rằng trong trường hợp này chúng ta cũng phải gánh chịu những cái sự thiệt thòi, nhưng mà có lẽ kết quả chúng ta sẽ đạt được thành công, bởi vì trời cao có mắt và đồng thời tất cả những người chính nghĩa thì bao giờ cũng thắng. Cho nên tôi nghĩ rằng cái sự chiến thắng của Tổng thống Trump sẽ đạt được.
Bởi vì chúng ta là người chính nghĩa, mà chính nghĩa thì bao giờ cũng thắng tà, có phải bây không? Giờ chúng ta đi vào đề chánh. Tại sao anh em chúng tôi dùng cái chữ gọi là cuộc bầu cử tổng thống chưa chấm dứt? Cái việc mà bà Murphy, nghĩa là giúp đồng ý cho phía ông Biden nhận một số tiền, một cái ngân khoản cũng lớn, cỡ 60 triệu, và cho một số người đi qua nghe những cái tường trình về ngoại giao và cũng như về quân sự đối với Mỹ, chưa chắc gì ông cho hết à, thưa quý vị. Bởi vì giờ phút này cho đến khi mà ông bàn giao đó, ông Trump bàn giao đó, thì ông còn là tổng thống, mà tổng thống là ông có quyền đặc biệt. Nhiều người nói ông tổng thống không có lo chuyện ngoại giao. Thưa quý vị, tổng thống Hoa Kỳ theo hiến pháp là một người đại diện chính thức cho nước Mỹ. Ông ngoại giao chỉ là tham mưu mà thôi, ông ngoại trưởng. Thứ hai nữa, tổng thống Hoa Kỳ là một cái người chính thức tổng tư lĩnh tối cao quân lực, trong đó có an ninh, có tình báo, CIA, có và nhiều 16 cơ quan tình báo đó. Nếu mà ông không đồng ý cái chuyện gì đó thì không vô được, cái đó là cái chắc 100%. Bây giờ, nhưng mà chúng tôi có ghi nhận được cái bài của một cái người có thể nói là ở bên Úc, người Mỹ gốc Việt chúng ta ở bên Úc, nên không có nhạy cảm lắm với cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, thì có đưa ra một bài mà chúng tôi ghi nhận được, chúng tôi xin lần lượt phân tích cùng quý vị. Anh, một nhà bình luận gốc Việt, anh Nguyễn Quang Duy thường có nhiều bài viết liên quan đến bầu cử tổng thống năm 2020. Mới đây có loan tải trên các trang mạng xã hội rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 chưa chấm dứt, cho rằng, bài viết cho rằng cuộc bầu cử 2020 thật ra chưa chấm dứt vì ngày 5 tháng Giêng 2021 sắp tới, cái tiểu bang sẽ bầu cử hai ghế thượng nghị sĩ lại dòng 2, và từ rạng sáng ngày 4 tháng 11 đã xảy ra nhiều bất thường ở mức độ Thượng viện Mỹ, Bộ Tư pháp và một số quốc hội tiểu bang phải vào cuộc điều tra làm rõ vấn đề. Chưa, đừng điều tra mà, thưa quý vị. Đảng Cộng hòa đã tiến hành việc kiện tụng, nên mặc dù ông Biden tuyên bố đắc cử tổng thống, nhưng đó chỉ là kết quả tạm thời dựa trên giả thuyết cuộc bầu cử vừa qua thực sự công bằng và minh bạch, không có gì gian dối hay lường gạt. Nghĩa là ông tổng thống được lên là khi nào minh bạch, bầu cử minh bạch trong sáng, chứ còn bầu cử mà không minh bạch, ăn gian ăn lận, thưa quý vị, là không có tư cách, không có ai thừa nhận để ông lên, dù ông tự phong. Thưa anh, trong cái vấn đề bầu cử cái tới đó, thì thường thường là Đảng Dân Chủ thì hy vọng rằng sẽ chiếm được cả Thượng viện, Hạ viện, đến cả Tổng thống, nhưng mà sự thực lại không như thế. Đối với Tổng thống thì hiện bây giờ họ đang có một sự gian lận, thành thử ra cái câu chuyện nó vẫn chưa ngã ngũ, và đồng thời người ta đang là khám phá ra một số những gian lận. Cái chuyện đó rồi trong những tuần tới chúng ta sẽ thấy những cái chuyện vấn đề pháp lý ra. Tôi nghĩ là tuần tới chưa thấy hết đâu anh. Vâng, thì trong vòng 1-2 tuần tới là tại vì cái cuộc điều tra của Hoa Kỳ á, có nhiều khi anh thấy á, họ tuyển một người FBI vào, họ cho theo một cái vụ việc gì đó, đến khi người FBI đó hưu mà công việc cũng chưa xong. Nghĩa là họ kiên nhẫn như vậy đó, họ kiên nhẫn như vậy bởi vì luật pháp mà sơ sót một chút là hại công dân, nên họ rất là kỹ. Huống chi đây là cái cuộc bầu cử của một cái chế độ rất là lớn, là tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng mà cái hy vọng của họ hình như là không đạt được những cái mà họ muốn. Chẳng hạn như đối với Thượng viện, họ định lấy luôn cả Thượng viện. Nhưng mà giờ kết quả sơ khởi Thượng viện, mặc dù Đảng Dân Chủ đã chi hàng trăm triệu Mỹ Kim chỉ để giành thêm vài ghế ở Thượng viện, nhưng làn sóng xanh không hề xảy ra. Làn sóng xanh tức là phe Dân Chủ, cái thế lực của Dân Chủ, phải không? Vâng, vâng. Riêng tại tiểu bang South Carolina, ứng cử viên Đảng Dân Chủ đã nhận đóng góp thêm lên đến 109 triệu Mỹ Kim,
nhưng vẫn không thể thắng được Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện, chỉ có 70 triệu Mỹ Kim để chi cho bầu cử. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, trưởng khối đa số Cộng hòa Thượng viện, và Thượng nghị sĩ Susan Collins, tiểu bang Maine, là hai nhân vật khác mà Đảng Dân Chủ đã công khai tuyên bố sẽ loại trừ, nhưng cuối cùng cả hai vẫn thắng cử một cách dễ dàng. Trong khi Đảng Dân Chủ giành được hai ghế ở tiểu bang Colorado và tiểu bang Arizona, thì họ đã mất một ghế ở tiểu bang Alabama. Đảng Cộng Hòa chính thức giữ được 50 ghế và sẽ là phía đa số của Thượng viện, còn Đảng Dân Chủ đang giữ 48 ghế. Nghĩa là Thượng viện vẫn do Cộng Hòa nắm đa số, dầu khích khao. Như vậy đó, dầu ông Biden mà có thực sự được lên đó, thưa quý vị, cũng trở thành theo cái tiếng, cái này tôi dùng cái chữ của Hoa Kỳ nó ưa nói, ông Tổng thống lúc đó trở thành con vịt què, lam và đất. Tại sao? Thưa quý vị, như chúng ta biết, muốn cử một ông bộ trưởng, ông bộ trưởng hay là bất cứ một cái người thống đốc nào, hay là cử một ông tướng, thì hiến pháp Hoa Kỳ đòi hỏi bên hành pháp phải đưa ra bên thượng viện để phê chuẩn. Mà chắc chắn cái phê chuẩn này thì chắc khó khăn lắm, phải không anh? Dạ. Một cái thứ hai nữa là bất cứ cái ngân sách nào phải là lưỡng viện chứ hạ nghị viện không, thì không có quyền. Hạ nghị viện có quyền lập pháp thực, nhưng mà đưa lên thượng viện, thượng viện không đồng ý, không đồng ý thì có thể cái dự luật đó bị ngâm tồn. Thí dụ chúng ta nhớ cái đạo luật mà nhân quyền của Việt Nam thời mà ông Obama, nghĩa là ở dưới thượng viện pro cho Việt Nam, có một cái đạo luật nhân quyền để bớt cái những cái sự đàn áp dân chúng, đưa lên 3 lần tôi nhớ. Nhưng mà ông Kerry lúc bây giờ là bộ trưởng ngoại giao, ông nói cái này về ngoại giao mà thuộc thẩm quyền của tôi, ông để đó. Thưa quý vị, ông ngâm giám tới ông đi luôn hết thời kỳ ông Obama. Việt Nam, người Mỹ gốc Việt chúng ta cũng không vận động nổi cái đạo luật nhân quyền. Thành ra nếu ông Biden mà có lên được làm tổng thống với cái thượng viện đa số là Cộng hòa, thưa quý vị, thì cũng không có làm được gì nhiều đâu. Đó là những cái chuyện gì nên cái hiện giờ mà hạ viện bên phía dân chủ cũng mất mười mấy ghế, mà dân chủ mất mười mấy ghế có nghĩa là Cộng hòa tăng lên mười mấy ghế. Nhưng do vậy cái đa số của dân chủ ở tại hạ nghị viện trong cái cuộc bầu cử này rồi đã có rồi hết rồi, thì thưa với quý vị cũng yếu đi chứ không phải còn mạnh như hồi thời cái nhiệm kỳ trước. Thưa anh, bây giờ thượng viện thì mình có 50 rồi, nhưng mà còn có hai ghế nữa hiện bây giờ nó đang ở Georgia, mà trong khi đó thì bây giờ một số ghế đó thì lại phải chờ đến từ bầu phiếu ngày mùng 5 tháng 11, phiếu mùng 5 tháng 11. Bởi vì cái luật của Georgia. Vì những người bây giờ nếu mà người nào mà được trên 50% thì coi như thắng cử. Thì vậy bây giờ nhưng mà dòng 2 này không cần 50%, người nào nhiều phiếu người đó đắc cử. Còn dòng 1 đó ai trên 50% mới đương nhiên trở thành thượng nghị sĩ. Tức là theo luật bầu cử của tiểu bang Georgia, ứng cử viên thượng viện phải nhận được ít nhất 50% phiếu để tuyên bố thắng cử. Nếu không ai nhận được hơn 50% số cử tri đi bầu thì hai người đó có số phiếu cao nhất sẽ tranh cử nước rút vào ngày mùng 5 tháng Giêng năm 2021. Sắp tới, ghế thứ nhất do thượng nghị sĩ David Perdue, Đảng Cộng hòa bầu cử lại. Ông Perdue chỉ thiếu chừng vài ngàn phiếu để có trên 50 số phiếu.
nếu vẫn còn tái tranh cử với ông John Ossoff thì thuộc Đảng Dân Chủ. Chiếc ghế thứ hai do Thượng nghị sĩ Kenny Loeffler, Đảng Cộng Hòa, được bổ nhiệm vào năm ngoái thì Thượng nghị sĩ Johnny Lexon về hưu nay phải bầu lại. Trong một cuộc tranh cử mùng 3 tháng 11 năm 2020, bà Loeffler thua phiếu mục sư Ryan DeWanak, Đảng Dân Chủ, nhưng vì có tới 20 ứng cử viên đã tranh cử nên thật khó đoán kết quả cuộc bầu cử. Trong một cuộc biểu tình do cánh tả cấp tiến tổ chức tại tiểu bang New York gần đây, Thượng nghị sĩ lãnh đạo phe thiểu số thuộc Đảng Dân Chủ, ông Chuck Schumer đã công khai tuyên bố Đảng Dân Chủ phải thắng cả hai ghế này để có thể thay đổi nước Mỹ. Thưa quý vị, xin quý vị đừng rời máy. Sau vài phút thông tin thương mại, anh em chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích.